Đi cho đi cho đi con này. Đấy, đúng, 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 đúng. Rồi chào mọi người nhá. Đây vào nhà anh Thắng chơi thì lại bất ngờ lại được xem toàn cảnh hồ cá koi với non bộ nhà anh Thắng. Bây giờ thì sẽ quay cho bạn là cái tiến trình đang sử dụng, anh đang thi công nhé. Mời các bạn. Thời điểm tốt nhất để trồng một cây là đó là cách đây 20 năm về trước, và thời điểm tốt nhất thứ nhì để trồng một cái cây đó là ngay bây giờ. Tốt thì không bao giờ lên tay nghề được. Tốt là phải học hỏi. Đó. Đấy, trồng nó còn có đường nét. Rồi. Đấy, anh Thắng đấy. Tổng diện tích hồ bao nhiêu mét khối? Tầm gọi 30 khối. 30 khối. Đấy, anh Thắng đây. Đấy, hôm nay vào thăm anh cuối cùng này, xem được cái hồ anh đang thi công. Có bản demo không anh? Tự trong ý tưởng của anh. Làm đâu thiết kế này. Vừa làm vừa dựng ý tưởng. Thế là thiết kế hai bể à, hai hòn này à. Ngoài cổng một hòn đúng không? Đó. Trên này là thác nước đúng không? Trên này có một hòn chủ đúng không? Hòn chủ đấy rồi. Rồi. Đây là hệ thống lọc này. Anh Thắng anh vừa là chỉ đạo thi công. Cái khâu quan trọng nhất là hệ thống lọc đúng không anh? Lọc đây là đây, hệ thống này. 27 rồi. Này là sẽ ký cây này à, cỏ. À, chị nhá. Vâng, em vừa đến. Chị bà xã của anh Thắng. Ôi đợt này là lắm ấy quá chị nhờ. Lắm mít thế. Đấy. Vâng, thê hòn gạch nhỏ cho nó ấy đi, cho nó êm đi đã. Nhồi hòn ý vào mà nhồi. Hòn vát cạnh. Nhồi những hòn vát cạnh vào nó đang hòn...
Mẹ lệch sóng bắn chết bây giờ đây. Vâng. Rồi. Chỉ đạo thiết kế cho anh Thắng. À, ý tưởng, các cái ý tưởng sắp đặt. Chọn đá và hình khối đá quan trọng. Làm sao nó tự nhiên nhất có thể. Đúng rồi đấy bác ạ. Cao luôn. Đá này là đá mình thu mua ở đấy đấy. Hòa Bình chứ. Gần 30 mét khối nước. Khâu công đoạn đổ móng rồi là xây lên bể rồi, bây giờ chỉ là lắp đặt lắp đá vào. Cái điểm khuyết vào trong này. Cho cái này buông xuống đi. Cái này lại lấy mặt đẹp ra ngoài. Ngồi ngoài trong xấu. Rồi rồi. Đấy vào được không? Cho ngươi ra không có kê cái này. Cái này không lo. Ngươi ra. Đấy cho tìm cái nét mà vào đấy khó đấy. Ối đá nhỏ. Làm đấy. Thôi vừa vừa thôi. Ở bác là thi công bao nhiêu công trình như anh Thắng rồi? Kể làm sao cho hết được. À. Mỗi một năm nó gần 10 cái, chục cái. Kể sao hết được. Toàn thợ để địa phương hết à? Toàn thợ địa phương hết. Thế bây giờ em biết đấy. Đấy, chú chính chú chuyên làm bể coi. Vâng. Hay quá. Chuyên gia. Mỗi 50 cái mà đi làm cây từ năm 93 đến không giờ chẳng biết là bao nhiêu cái rồi. Thôi thưa. Một tuần là xong đúng không? Ví dụ như anh Thắng là đến tuần này. Đây là 2 buổi đây này. Ôi, thế thì xong đến nơi rồi gì nè. Còn đâu, còn năm nay còn đâu. Không, chục ngày, à một tuần là ok. Cứ gọi là chục ngày. Kệ thôi, anh bút một lần, anh bút nhiều rồi sẽ kệ mẹ. Đúng rồi, anh thích bút nó, càng càng nặng nó càng chảy, nước nó ra càng nhiều. Đá này là đá nó không thấm nước, cho nên là... Này hôm nào làm mạch xong tẩy quay nó đẹp. Vâng, em sẽ quay cho anh ý là trước khi hoàn thành và sau khi hoàn thành nào sẽ quay tiếp. Tẩy ra làm mạch nó đen rứt cái cây cối nó lên, hạt vị cái đá nó mới đẹp. Sau cái công trình này là nhà bác anh Thắng phải nói nha. Anh em phải trầm trồ lên. Lại đoàn quá rồi. Không ạ. Em lát quá. Không không cho cái mẻ này lát thế. Nếu không xuất điểm khô vào đấy. Chốt bao giờ? Đắp là bắt đầu nó to rồi, nó xuống. Bây giờ bác cứ cho vào nó chảy hết mà. Chưa ngưỡng rồi. Về sau làm cái quán nhậu cà phê vừa. Cứ cho gì không ạ? Cứ này xu rồi, cứ chỗ nào rõ nóng để không được. Quán nhậu cà phê phong cảnh. Đấy, đây là hình ảnh trước khi hoàn thiện nhé. Nào hoàn thiện mình sẽ quay lại chi tiết cho mọi người. Thì bây giờ anh em mình sẽ ra ngoài này.
ra ngoài này để xem cái bể bên ngoài này. Bể này cổng. Ở đây có rùa này. Đấy, các bạn nhìn tổng thể này. Đấy, chỗ này là chỗ gara để xe này. Rùa. Chỗ này anh làm tiểu cảnh đẹp lắm. Cây ngơi của anh rất nhà đẹp lắm. Một cái biệt thự. Hệ thống cây cảnh. Đây có cây dưới đẹp. Địa chỉ nhà anh thuộc xã Trung Châu mọi người nhé. Cái mép này là cỏ đến đây đúng không? Là cỏ sẽ bằng mặt này. Nhưng mà nó âm hơn dưới đá khoảng 5 phân. Cỏ cây bụi. Rồi. Không ngờ cây hoa trắng là cơ. Mai Vạn Phúc. Hả? Mai Vạn Phúc. Cây rồng nổi rất đẹp. Trong đôi trong hồ thế này. Đâu đây em xem nào. Em nhìn thấy nó rồi xem. Mai Vạn Phúc à? Mai Vạn Phúc. Đây đang thiết kế cái ở bên sinh thái Phùng đây. Cái nó điểm vào đôi gì? Ôi đập ít gạch con đi. Vừa mới thiết kế xong một cái hồ sinh thái Phùng đây. Đấy là mới lên, gọi là tạm thời mới. Đây là bản demo anh làm hay là người khách hàng họ làm đây? Đâu mình làm chứ, mình mới làm xong là cái đoạn đấy, còn cái đồi tùng chưa làm. Đối tùng chưa làm với đấy là mới lên tạm thời cho người ta xem thôi. Có hệ thống thông này thông của nó họ à? Trong cái khu sinh thái họ có đồi thông à? À rồi khu sinh thái em vào rồi. À anh làm cái khu biệt thự ở đây à? Cùng đây à? Bây giờ là mình vào là mình chụp cái này, chụp cái cây thông của nó xong mình ghép rồi. Cây ghép vào đây. Tức là giả nó vào một cái hình thật nguyên bản luôn. Đấy. Đây là anh đây này cây của nó đây này, cây của nó toàn bộ là những cây ven hồ nó đẹp như này không ạ? Ôi rồi cái quan trọng là xiên bao nhiêu tiền thôi đúng không? Bao nhiêu tiền? Xi măng xong này đang tính gần 2 tỷ. Chất nhỉ. Anh em liên lạc với anh tên là gì nhỉ? À, chính. Anh Chính nhá, anh em muốn làm hồ coi thì liên lạc với anh Chính. Cảm ơn cả nhà. Thời điểm tốt nhất để trồng một cây là đó là cách đây 20 năm về trước. Và thời điểm tốt nhất thứ nhì để trồng một cái cây đó là ngay bây giờ.